Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 tại Lào Cai với chủ đề Sắc đỏ biên cương được tổ chức trong tháng 6 tới, dự kiến sẽ tiếp nhận từ 1.000 đơn vị máu trở lên. Chương trình cũng sẽ tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 5.000 lượt người về hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, bệnh tan máu bẩm sinh. Với mục tiêu huy động ít nhất 500 tình nguyện viên, thanh thiếu niên, hội viên tham gia các hoạt động, sự kiện từ chương trình này. Thông qua hành trình đỏ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ nói riêng, cộng đồng nói chung về hiến máu tình nguyện, tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên, đảm bảo chủ động nguồn máu dự trữ, phục vụ nhu cầu cứu chữa người bệnh tại các bệnh viện.